Sáng nay 17 tháng 6, vòng bảng Euro 2024 tiếp tục diễn ra với trận đấu giữa Đan Mạch và Slovenia tại bảng C. Được đánh giá cao hơn, Đan Mạch đã không ngừng ngại ép sân đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của Đan Mạch đã được đền đáp ở phút 17. Jonas Wind kiến tạo để Christian Eriksen thoát xuống vòng cấm và ghi bàn mở tỷ số. Sang hiệp 2, Đan Mạch vẫn duy trì thế trận lấn lướt. Tuy nhiên, Slovenia đã chơi cởi mở và táo bạo hơn, tạo ra nhiều khó khăn cho đối thủ bằng những pha lên bóng nhanh, bóng dài và dứt điểm từ xa. Phút 77, Erik Zander tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm địa, bóng lập người hậu vệ Đan Mạch đổi hướng khiến thủ thành Kasper Schmeichel bó tay. Bàn thắng này ấn định tỷ số 1-1, mang về một điểm quý giá cho Slovenia. Ở trận đấu còn lại của bảng C, tuyển Anh đã thể hiện sức mạnh vượt trội so với Serbia. Với đội hình chất lượng, Tam Sư nhanh chóng áp đảo đối thủ và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 13, Jude Bellingham đã ghi bàn mở tỷ số cho Anh. Cũng trong trận đấu này, Bellingham chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá châu Âu thi đấu 3 giải lớn cho tuyển quốc gia trước khi bước sang tuổi 21. Chung cuộc, Anh giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Serbia, khởi đầu thuận lợi tại Euro 2024. Một trận đấu kịch tính khác là cuộc đối đầu ở bảng D giữa Ba Lan và Hà Lan. Cơn lốc màu da cam đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, tận dụng sự vắng mặt của ngôi sao hàng đầu Robert Lewandowski bên phía Ba Lan. Cody Gakpo và các đồng đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng lại để Ba Lan bất ngờ mở tỷ số từ một pha đá phạt góc. Adam Buksa, người thay thế Lewandowski, đã đánh đầu hiểm hóc ghi bàn cho đại bản trắng. Tuy nhiên, niềm vui của Ba Lan không kéo dài được lâu. Gakpo đã tỏa sáng với bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Hà Lan ở phút 29. Bàn thắng này giúp cơn lốc màu da cam lấy lại thế trận và tiếp tục gây sức ép trong hiệp 2. Dù Memphis Depay và Xavi Simon đều bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, nhưng sự thay đổi người của Hà Lan đã mang lại hiệu quả. Wout Weghorst chỉ 3 phút sau khi vào sân thay Depay đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Hà Lan.